những cuộc thanh trừng nội bộ của Đảng Cộng sản vẫn đang diễn ra khốc liệt. Điều này ảnh hưởng thế nào đến tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như tâm lý của người dân? Liệu đã đến lúc Việt Nam dân chủ hóa, và những nghi ngại của người dân về chuyển đổi dân chủ là gì? Đài Á Châu Tự Do tổ chức cuộc hội luận với ba vị khách mời gồm ông Lý Thái Hùng, Chủ tịch Đảng Việt Tân, luật sư Nguyễn Văn Đài, Chủ tịch Hội Anh em Dân Chủ, và luật sư Vũ Đức Khanh, Tổng Thư ký Liên minh Dân tộc Việt Nam, để cùng phân tích. Dạ vâng, kính thưa ba vị khách mời, có vẻ như là cái vòng xoáy đấu đá nội bộ và thanh trừng nội bộ của Đảng Cộng sản nó vẫn chưa đi đến hồi kết, khi mà những cái đảng viên cấp cao vẫn cứ tiếp tục bị bật bãi khỏi cái chức vụ của họ. Thế thì là những cái người mà quan sát cái tình hình chính trị trong nước đấy, các vị có nhận định thế nào trước cái tình trạng của Đảng Cộng sản hiện tại? Nói đúng hơn là trong một cái vòng đời của một đảng chính trị đi, thì cái tình trạng hiện tại của Đảng Cộng sản nó đang cho thấy cái điều gì, nó đang ở đâu ở trong cái vòng đời đó? Thì trước hết là xin luật sư Nguyễn Văn Đài có thể cho ý kiến trước được không ạ? Vâng, Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, thì họ ra đời vào năm 1930 ở Hương Cảng, Trung Quốc, sau khi họ thống nhất được ba cái tổ chức đảng cộng sản là Đảng Cộng sản Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Thì tới nay ấy, thì họ đã trên 90 năm tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam rồi. Và sau khi họ giành được chính quyền vào ngày 18 năm 95 ấy, thì tới nay cũng gần 80 năm dưới sự cai trị của họ. Thì phải nói là từ khi mà bắt đầu có truyền thông mạng xã hội ấy, thì tất cả những cái cuộc đấu đá tranh giành quyền lực ở trong nội bộ chế độ thì đều được phơi bày ra bên ngoài, có thể một cách công khai trực tiếp hoặc có thể qua những cái tin đồn, nhưng mà cuối cùng ấy thì diễn biến nó xảy ra đều đúng như những gì mà dư luận xã hội quan tâm và được biết. Thế thì nếu chúng ta so sánh cái Đảng Cộng sản Việt Nam so với những cái đảng cầm quyền độc đảng trước đây, ví dụ như là ở Đài Loan hay một số cái chính đảng cộng sản ở các nước Đông Âu được ạ, hay kể cả Liên Xô cũ ấy, thì những cái mâu thuẫn nội bộ mà dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô cũ cũng như là các cái chế độ cộng sản tại Đông Âu ấy, thì chưa có một cái đảng nào họ lâm vào cái tình trạng mà đấu đá tranh giành quyền lực nội bộ nó gay gắt quyết liệt tới mức độ như Đảng của Việt Nam. Tôi cũng đọc qua lịch sử của các cái đảng 16 cái đảng cộng sản ở 16 nước xã hội chủ nghĩa trước đây ấy, thì chưa bao giờ có cái tình trạng ở một trong một cái nhiệm kỳ chưa đi mới được khoảng 2/3 thời chưa được 2/3 thời gian thì đã đến gần một nửa số ủy viên bộ chính trị là cơ quan quyền lực cao nhất của cái đảng đó đã phải nghỉ về hưu rồi, một số lượng ủy viên trung ương cũng rất lớn đã phải bị điều tra truy tố và xét xử, có những người bị xét xử đến cả hàng chục năm tù. Chủ yếu là chưa có một cái đảng cộng sản nào mà rơi vào tình trạng như Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Thế thì nếu nói về vòng đời của một đảng của chế độ thì chúng ta có thể nói là Đảng Cộng sản Việt Nam đang đi đến bước cuối cùng của cái quy luật tồn tại của một cái chính đảng rồi. Cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Đài đã cho cái ý kiến nhận định về cái chỗ đứng của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện tại trong một cái vòng đời của một cái đảng chính trị, đúng không ạ? Thế thì không biết là ông Lý Thái Hùng có ý kiến thế nào, thưa ông, những dấu hiệu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong những năm gần đây nó nói lên điều gì về chính bản thân cái đảng này, thưa ông? Dạ vâng, tôi có hai điểm được chia sẻ tiếp theo cái sự trình bày của luật sư Nguyễn Văn Đài. Phải nói rằng là khi chúng ta dùng cái chữ gọi là đấu đá ở thượng tầng đó, thì cái điều này có thể nó hợp cách đây cỡ khoảng chừng vài ba năm. Nhưng mà ngày hôm nay ở trong cái bối cảnh này đó, tôi nghĩ không còn là đấu đá mà là sự sát phạt lẫn nhau. Là bởi vì như chúng ta vừa biết là ông Đinh Tiến Dũng rồi ông Nguyễn Văn Yên rồi nghe đồn là có thể là ông Phạm Bá Trạc rồi có thể là ông Trần Cẩm Tú. Những cái người mà cũng đã từng nắm cái vai trò coi như đốt lò cùng với ông Nguyễn Phú Trọng trong 10 năm vừa qua. Và bây giờ những người đó đang đối diện với những cái chuyện có thể là bị truy tố hoặc là bị bắt giữ do cái Bộ Công an họ đang xúc tiến. Thế thì điều này cho thấy là gì? Đây nó là một sự trả thù của những cái phe nhóm mà họ đã bị hại bằng cái chiến dịch đốt lò của Nguyễn Phú Trọng cách đây 10 năm, từ năm 2011. Và chính cái chuyện đốt lò này nó là làm ngược đời ở trong một cái hệ thống đảng độc tài, đó là chia chác quyền lực để mà sống còn. Thì bây giờ họ dùng cái đốt lò để mà sát phạt, đấu đá. Thì bây giờ họ phải phục thù. Thì những người như là ông Trần Cẩm Tú, Phạm Đình Trạc sẽ phải chịu những sự khó khăn hoặc là sự tấn công này đó. Thì tôi nghĩ rằng là đã đến cái mức là họ sẵn sàng giết nhau để tồn tại trong cái bối cảnh mà nó không phải là đấu đá mà tranh giành cái sự sống còn của chính họ chứ không phải là của đảng nữa. Đó là vấn đề thứ nhất.
Vấn đề thứ hai đó là ông Nguyễn Phú Trọng ở trong cái tình trạng có thể nói là sức khỏe rất là yếu. Và nhìn cái hình ảnh mà ông Nguyễn Phú Trọng tiếp ông Putin cách đây có mấy hôm đó, rõ ràng chúng ta thấy rằng là một cái sự suy nhược thấy rõ về vấn đề tinh thần, kể cả cơ thể xác. Mà trong cái sự xao động của cái đảng cầm quyền, với sự đấu đá nhiều quyền lực của những phe nhóm như vậy đó, thì với một cái người lãnh đạo mà có cái sức khỏe yếu kém như vậy, rõ ràng cho thấy nó là biểu hiện một cái sự thoái trào của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và ngày hôm nay họ là năm thứ 94, giống như luật sư Đài vừa chia sẻ, nhưng mà tôi nghĩ không biết rằng là còn 6 năm nữa họ là đánh dấu 100 năm đó, thì họ có thể tồn tại được hay không, với hai cái vấn đề là sẵn sàng sát phạt ở nhau ở trong Thượng Tấn, và thứ hai là sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng. Tôi cho đây nó là một cái diễn tiến có thể nó đưa đến một cái sự thoái trào của Đảng Cộng sản trong những thời gian trước mặt đó thôi. Dạ vâng, cảm ơn luật sư Thái Hùng. Thế thì không biết là luật sư Vũ Đức Khanh thì có nhận định thế nào thưa ông? Vâng, xin cảm ơn anh Trường Sơn. Thứ nhất thì tôi nghĩ rằng là cái phát biểu của anh luật sư Nguyễn Văn Đài và anh Lý Thế Hùng thì cũng đã quá đầy đủ để hiểu rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang ở trong cái giai đoạn nào. Tôi thì tôi chỉ muốn nêu ra ba cái ý nhỏ thôi. Cái thứ nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là sự lựa chọn của dân tộc Việt Nam. Và Đảng Cộng sản Việt Nam đã áp đặt một cái thể chế chính trị độc tài toàn trị trên đất nước Việt Nam ít nhất là từ năm 1975 cho tới ngày hôm nay. Còn nếu không thì cũng có thể nói rằng là từ khi sau trận Điện Biên Phủ năm 1954 thì Đảng Cộng sản Việt Nam sau 70 năm cầm quyền ở miền Bắc sau chủ nghĩa đã hoàn toàn thất bại, là Đảng không phải là sự lựa chọn của nhân dân Việt Nam. Cái thứ hai nữa, chúng ta nhìn thấy những cái vấn đề mà ông Nguyễn Phú Trọng làm giống như anh Lý Thế Hùng nói từ 2011, thực sự ra là từ năm 1994, tức là cách đây đúng 30 năm, Quốc hội Việt Nam lúc ấy là ông Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh có nói rằng là tham nhũng là quốc nạn. Thì cái quốc nạn đó đó ngày hôm nay với cái sự ra đi của 7 vị ủy viên Bộ Chính trị chỉ trong vòng 3 năm là một cái điều mà không tưởng, và cái điều đó nó đi tới một cái vấn đề là Đảng Cộng sản Việt Nam đang trên bước đường phá sản toàn diện và sẽ cáo chung trước lịch sử. Cái bộ mặt Dạ thật vâng. của Việt Nam đã được lộ ra. Ở trong cái xã hội Việt Nam ngày hôm nay không có một cái đảng viên nào mà cầm quyền có quyền lực từ ở cấp địa phương lên tới cấp trung ương mà không có vấn đề dính tới tham nhũng hoặc là dính tới những cái vấn đề mà không được minh bạch. Thì cái người dân Việt Nam đặt cái câu hỏi rằng liệu cái đảng này có còn tiếp tục được hay không, hay là họ phải giải quyết cái vấn đề sự tồn vong của cái đảng này. Cái Dạ điều thứ vâng. ba nữa thì tôi nghĩ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không còn cái cơ hội như là một cái đảng cầm quyền để thực hiện cái đại hội 14. Như cách đây hơn 2 tháng tôi có nói rằng đại hội 13 là cái đại hội cuối cùng của Đảng Cộng sản Việt Nam với tư cách là đảng cầm quyền. Dữ kiện mà tôi nói vấn đề đó nó có rất là nhiều cái yếu tố, từ yếu tố tâm linh cho tới yếu tố phân tích tình hình, là thấy rõ ràng rằng là cái nhân vật đang đứng trước chúng ta ngày hôm nay là ông Tô Lâm, là một cái lực lượng có một cái quá trình về vấn đề an ninh và hiểu rất là rõ tình hình của Việt Nam trong cũng như ngoài nước và những cái cam kết đối với các cộng đồng của thế giới. Đây là cái cơ hội lịch sử cho ông Tô Lâm cũng như là cho các cái lực lượng đứng phía sau ông Tô Lâm chuyển đổi đất nước Việt Nam. Cái nguyện vọng lớn nhất của nhân dân Việt Nam hiện tại bây giờ là mong muốn có một cái sự thay đổi. Dạ vâng, cảm ơn luật sư Vũ Đức Khanh. Tôi muốn dấy lên một cái sự tranh luận một chút ở đây, khi mà luật sư Vũ Đức Khanh nhận định cho rằng đó là rất có khả năng đại hội 14 của Đảng Cộng sản sẽ không thể diễn ra. Và cái lý do mà luật sư Vũ Đức Khanh nêu ra đó chính là việc Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là người mà có cái tham vọng đó là chiếm đoạt quyền lực, đúng không ạ, và trở thành cái vị lãnh đạo tối cao. Thế thì không biết là hai vị còn lại có đồng chia sẻ với quan điểm này hay không, hay là các vị có ý kiến khác như nào, thì không biết là luật sư Văn Đài thì nghĩ thế nào ạ?
Vâng, trong trường hợp ấy, nếu trong trường hợp mà ông Tô Lâm ông giành được quyền lực tuyệt đối thì khả năng như luật sư Vũ Khanh nói là rất chính xác. Đấy, vấn đề bây giờ chúng ta cái cuộc đấu còn lại giữa ông Tổng Bí thư Vũ Trọng và ông Tô Lâm ấy, thì nó đang trong giai đoạn vòng co với nhau. Tôi chưa biết phân định thắng thua về bên nào. Bởi vì chúng ta nhìn thấy một cách rõ ràng này này. Ông Trọng thì ở tuổi 80 và chúng ta nhìn thấy hình ảnh của ông ấy qua cái việc mà đón tiếp ông Tổng thống Nga Putin. Ông ấy không còn đủ sức đứng dậy rồi. Và trước đó thì hội nghị Trung ương 9 ấy, từ ngày 16 tới ngày 18 tháng 5 á, thì trước đây đâu ông đứng ở bục để ông ấy đọc cái diễn văn khai mạc cũng như bế mạc, nhưng mà trong hội nghị Trung ương 9 vừa rồi ông hoàn toàn ngồi hết, không có một phút nào ông đứng lên. Và đặc biệt là trong cái hình ảnh chiếu vào cái việc ông tiếp đón ông Putin ấy, thì ông ấy ngồi mà không thẳng người nữa, tức là ông ngồi phải dựa hoàn toàn 100% vào ghế để tiếp đón. Thì sức khỏe của người như vậy ấy, thì người ta cũng cần có một người để thay thế mình. Việc ông ấy chưa lựa chọn bất kỳ một người nào để thay thế, mà đặc biệt là thế ông Tô Lâm đang dứt lên như vậy ấy, thì chứng tỏ một điều đó là ông Phú Trọng không hoàn toàn không tin tưởng ông Tô Lâm một chút nào cả, điều ấy là chắc chắn. Và không tin tưởng thì đương nhiên ông phải phải mà trong đó ông tham vọng ông Tô Lâm muốn ngồi vào đó, thì đương nhiên hai bên nó phải có mâu thuẫn với nhau. Mình phân tích một cách rất là logic là như vậy thôi. Thế nên cuộc đấu này nó vẫn còn tiếp tục, và trường hợp nó chỉ xảy ra nếu như mà sẽ không có đại hội 14 theo đúng ý nghĩa của đảng quyền, lúc đó có thể là đại hội của Bộ Công an thôi. Nó mang chất là Bộ Công an đã thay thế Bộ Chính trị để mà trở thành một cơ quan lãnh đạo cao nhất của cái chế độ dưới 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 sự cầm quyền của Tô Lâm, nếu như Tô Lâm giành được quyền lực. Dạ vâng, nó là thế. Dạ vâng. Không biết là ông Lý Thái Hùng nghĩ sao, bởi vì nếu chúng ta xét vào lịch sử các cái đảng cộng sản thì chúng ta thấy được một cái đặc điểm rất là đáng chú ý của họ, đó là họ luôn luôn đề cao cái việc đó là cho dù nội bộ có đấu đá thế nào thì vẻ bề ngoài vẫn phải luôn cho người dân thấy đó là đảng vẫn còn đó, đúng không ạ? Kể cả trong trường hợp ông Tô Lâm ông đấy thắng thế và trở thành lãnh đạo tối cao đi chăng nữa thì liệu ông đấy có dẹp bỏ Đảng Cộng sản hay không, hay là ông đấy vẫn cứ tiếp tục đó là sử dụng Đảng Cộng sản là cái bình phong để mà giống như là biện minh cho cái sự cầm quyền của ông ta, thì không biết là ông Lý Thái Hùng nghĩ sao ạ? Vâng, theo tôi thì hiện nay đó, sau những cái sắp xếp ở trong nội bộ thì chúng ta rõ ràng thấy rằng là cái bộ tứ được coi như là tái lập trở lại, gồm có ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là ông Tô Lâm, Thủ tướng là ông Phạm Minh Chính và ông Chủ tịch Quốc hội là ông Trần Thanh Mẫn. Thế nhưng mà rõ ràng cho thấy rằng là hai cái nhân vật có thể nói là chi phối cái quyền lực Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay đó là ông Nguyễn Phú Trọng, tức là Tổng Bí thư, và Chủ tịch nước đó là ông Tô Lâm. Còn cái vai trò của ông Phạm Minh Chính hoặc là ông Trần Thanh Mẫn rất là lu mờ. Thế thì tại sao hai cái nhân vật đó được đối chọi thì chúng ta phải nhìn thấy bên trong đó là cái sự ủng hộ quân đội, tức là ông Lương Cường hiện nay là thường trực ban bí thư, có thể là gần với ông Nguyễn Phú Trọng, và bên bộ máy công an thì là gần hoặc là nằm ở trong cái tay kiểm soát của ông Tô Lâm. Thì hai cái thế lực mà quân đội công an để hỗ trợ cho hai người như vậy đó, thì cái chuyện mà tổ chức đại hội đảng lần thứ 14 sẽ diễn ra vào tháng giêng năm 2026, tức là khoảng chừng non 2 tháng nữa đó, 2 năm nữa đó. Nè. Thế thì nó là có xảy ra hay không, hoặc là không xảy ra giống như trường hợp mà luật sư Vũ Đức Khanh, thì rõ ràng nó có ba cái yếu tố sau đây. Nè. Thứ nhất là có thể là ông Nguyễn Phú Trọng có thể là vì vấn đề sức khỏe có thể đột tử ở trong một thời gian 1 năm 2 năm trước mặt, và trong cái bối cảnh mà đột tử như vậy thì có thể bị cái đại hội 14 có thể bị trương hạn. Cái điều thứ hai nữa là cái sự giằng co nhân sự mà đại hội đảng các cấp, tức là các đảng bộ địa phương đó, mà có sự tranh giành giữa hai cái phe quân đội hay là phe công an hoặc là phe đảng, và có thể nói là đấu đá để cuối cùng coi như là không tổ chức những đại hội cấp cơ sở và không bầu ra cấp đại biểu như vậy, thì có thể là đại hội sẽ bị trương hạn. Và điều thứ ba có thể giống như là điều mà mọi người nghĩ rằng là quyền lực của Tô Lâm đang ở trong một cái bối cảnh mà kiểm soát, dùng công an để kiểm soát toàn bộ đảng, thì có thể tạo một cuộc đảo chánh hay là tạo một cái quyền lực nào đó để coi như ông Tô Lâm sẽ coi như tiếm quyền trong cái bối cảnh mà ông, nghĩa là Nguyễn Phú Trọng đang gặp khó khăn, hoặc là những người thân tín đang bị coi như là điều tra, bị truy tố, như trường hợp ví dụ ông Nguyễn Văn Yên, hoặc là tới đây là Phan Đình Trạc, hoặc là ông Trần Cẩm Tú, hoặc là nhiều người nhân vật khác, tức là cái thượng tầng lãnh đạo đã tê liệt và cuối cùng phe công an có gì kiểm soát. Thì tôi nghĩ ba cái viễn cảnh đó có thể nó sẽ đưa đến cái chuyện mà đại đoạn đảng 14 nó sẽ gặp khó khăn, nhưng mà hiện nay theo tôi thì còn quá sớm để chúng ta quyết định rằng là đại hội 14 nó diễn ra hay không, là bởi vì nó tùy thuộc vào cái sức khỏe của ông Trọng. Ông có thể lên ra chết bất cứ lúc nào, hay là cái chuyện mà
hiện nay họ đang tổ chức cái đại hội đảng ở các cấp địa phương, nó rơi vào tình trạng hỗn loạn hay là nó vẫn bình thường? Và thứ ba là cái quyền lực của Tô Lâm trong thời gian tới khi mà coi như là truy tố một số những cán bộ lãnh đạo, thì tôi nghĩ đó là ba cái điều mà còn quan sát để coi cái viễn cảnh của đại hội 14 là thưa anh. Dạ vâng, cảm ơn ông. Dạ vâng, luật sư Vũ Đức Khanh, ông cũng vừa có một cái tuyên bố mà tôi thấy khá là đáng chú ý khi ông cho rằng đó là người dân hiện giờ không còn muốn cái thực tế đó là Đảng Cộng sản lãnh đạo nữa. Bởi vì đây cũng là một cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng hết sức gây cái sự chú ý của nhiều người. Bởi vì cái việc đó là một cái đảng chính trị như Đảng Cộng sản nó liên tiếp xảy ra những cái vụ bê bối ở cái cấp thượng tầng như vậy, nó rõ ràng là có những cái tác động nhất định đối với tâm lý của dân chúng, đúng không ạ? Thế nhưng mà cái tác động của nó đến đâu mới là cái câu hỏi. Thì có vẻ như là ông đã có cái câu trả lời cho mình, đó là ông cho rằng người dân bây giờ đã cảm thấy như là rất là chán chường và không còn muốn bị cai trị bởi Đảng Cộng sản nữa. Thì trước hết là ông có thể đưa ra cái lý lẽ của mình nữa là vì sao, hay là căn cứ vào đâu mà ông lại nghĩ như vậy, được không ạ? Xin cảm ơn anh. Tôi nghĩ như thế này, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trong cái bối cảnh của cái công cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc. Anh luật sư Nguyễn Văn Đài đã trình bày rất là rõ ràng. Và khi sau khi cái ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước Việt Nam đã được thống nhất về mặt địa lý, tôi nói thống nhất về mặt địa lý, thì cái vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam tới tới thời điểm đó gần như là đã được một bộ phận không nhỏ, mà cũng có thể nói rằng tương đối là vừa đủ để nói rằng là đảng có cái tính chính danh trong cái công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và đi tới vấn đề cầm quyền. Nhưng mà từ năm 1975 cho đến năm 1986 cho tới cái đại hội 6 thì rõ ràng rằng là đảng đã bộc lộ những cái yếu kém của đảng trong cái vấn đề xây dựng và phát triển đất nước, dẫn tới cái quyết định cuối cùng của những cái lãnh đạo lão thành, cách mạng lão thành phải rời khỏi chính trường để nhường cho một cái thế hệ khác bước lên, thì chúng ta mới hiểu được cái khái niệm đổi mới về vấn đề kinh tế như thế nào. Nhưng mà cái vấn đề là trong thực tế là đổi mới về kinh tế, nhưng mà thật sự lúc đó là chỉ có một cái mệnh lệnh duy nhất là cần phải đổi mới, tại vì không đổi mới là sẽ bị chết vì vấn đề bị bao vây ở bên ngoài về mặt chính trị, ngoại giao và kinh tế, và cái nội lực của Việt Nam cũng không 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 thể nào mà tạo dựng được. Cộng thêm một cái nữa là lòng dân ở trong cái thời điểm đó họ bị hoang mang, và cái con đường duy nhất của người dân Việt Nam lúc đó từ miền Bắc xã hội chủ nghĩa cho tới tận tới miền Nam là tất cả mọi người đều mong muốn là đi ra khỏi đất nước Việt Nam để tìm một cái cơ hội khác. Người ta nói rằng là lúc đó là cái cục đèn biết đi cũng còn có thể thấy đi. Nhưng mà sau khi cái vấn đề đổi mới đó và tình hình chính trị thế giới từ năm 1990 nó đã thay đổi hoàn toàn. Cái cục diện của tình hình chính trị thế giới nó đã thay đổi hoàn toàn. Các khi cái cuộc chiến chiến tranh lạnh nó đã chấm dứt và cái hệ thống xã hội chủ nghĩa đã tan rã, ngoại trừ năm nước còn lại, trong đó do Trung Quốc là đứng đứng đầu và Việt Nam và chịu cái sự ảnh hưởng. Thì chúng ta thấy rằng trong cái quá trình mà gần 40 năm đổi mới của Việt Nam thì cái người dân Việt Nam là đã làm một cái sự gọi là một cái khế ước dân sự chính trị đối với đảng, là người dân chấp nhận không lên tiếng về vấn đề chính trị, nhưng mà bù lại đảng phải đáp ứng được cái lợi ích về vấn đề kinh tế. Thì đảng từ năm 1986 tới bây giờ là chỉ dựa vào trong cái thành tích trước đó và một số những cái sự thắng lợi về mặt kinh tế đã có sự thay đổi mà do cái tình hình chính trị thế giới nó đẩy tới. Nhưng mà từ khi cái COVID-19 nó xảy ra, từ khi mà Trung Quốc đã trỗi dậy và đặc biệt là từ khi Nga đã xâm lăng Ukraine, tình hình đã hoàn toàn khác. Người dân Việt Nam không chấp nhận được cái đảng Cộng sản Việt Nam đi theo cái trục mà gọi là Mác Tư Khoa và Bắc Kinh để đứng bên lề của cái xu hướng thời đại. Chính cái đó người dân Việt Nam mới đặt một câu hỏi là bây giờ chúng ta mong muốn cái gì? Việt Nam mong muốn, người dân Việt Nam mong muốn có tự do, người dân Việt Nam mong muốn có một cái đất nước có dân chủ và đất nước phải phát triển thịnh vượng. Trong khi đảng thì
đã phơi bày, mà chúng ta thấy rõ ràng đã phơi bày cái bộ mặt thật. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy một số những cái hiện tượng xã hội, chẳng hạn như cái hiện tượng của ông sư Minh Tuệ, rồi cái hiện tượng của ông Vương Tấn Việt, Thích Chân Quang gì đó. Cái người dân Việt Nam đã nhìn thấy những cái tai nạn của xã hội rất là nhiều rồi, họ chán chường cái vấn đề đó, và họ thấy rằng đảng này không giải quyết được vấn đề. Cái yếu tố quan trọng của họ là làm sao nếu có một cái cuộc chính biến hay là một cái sự thay đổi, cái sự thay đổi đó giảm thiểu tối đa những cái mất mát, thì cần phải có một cái giải pháp chính trị. Dạ Tôi vâng. nghĩ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã chuẩn bị một cái giải pháp chính trị cho cái Dạ thời gian vâng. tới. Dĩ nhiên Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ có thể tiếp tục hoặc là sẽ không thể tiếp tục trong cái vấn đề đó. Nhưng tôi nói lúc nãy, tôi nhấn mạnh lại là Đảng Cộng sản Việt Nam không thể tiếp tục tổ chức Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 14 với tư cách là đảng cầm quyền. Điều đó tôi nghĩ rằng đã đến lúc chấm dứt, và tất cả Dạ mọi vâng. cái yếu tố nó có thể là chứng minh trong những cái gì tôi mới vừa nói lúc nãy. Dạ vâng, cảm ơn ông. Không biết là luật sư Nguyễn Văn Đài thì có cái nhận định thế nào, bởi vì ông cũng là người mới chỉ rời Việt Nam một vài năm trở lại đây thôi, cho nên là chắc là ông có cái trải nghiệm ở một cái góc độ khá là khác. Thế thì không biết là quan điểm của ông thế nào trước cái việc mà luật sư Vũ Đức Khanh cho rằng đó là người Việt Nam giờ đây nhận thấy rằng đó là Đảng Cộng sản không còn xứng đáng là một đảng cầm quyền nữa, vì những cái lý do mà luật sư Vũ Đức Khanh vừa mới nêu ra đấy. Thì với cái kinh nghiệm quan sát của mình thì không biết là ông có quan điểm ra sao ạ? Thì tôi hoàn toàn đồng ý với luật sư Vũ Khanh nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam ấy có xứng đáng trong vai trò của Đảng cầm quyền hay không ấy, thì chắc chắn là không rồi, bởi vì họ đã chứng minh toàn bộ những cái thất bại của họ trong vòng gần 50 năm, chỉ tính từ sau 34 năm 1975 thôi, tức là chúng ta đã có 50 năm không có chiến tranh ở Việt Nam. Và nếu chúng ta so sánh với lại những cái nước mà họ đi lên từ nghèo đói như Hàn Quốc, Nhật Bản hay là Đài Loan này ạ, thì với 50 năm đó họ đã từ những cái nước rất là nghèo đói để trở thành cường quốc, mà nếu so sánh về mặt tài nguyên thiên nhiên, về khí hậu, đất đai, thổ nhưỡng, tất cả mọi thứ đó, thì ba cái nước của tôi vừa nêu tên ấy nó thua xa Việt Nam rất là nhiều. Nếu mà như mà về mặt tài nguyên ấy, thì cả Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan cộng lại không bằng một phần của Việt Nam, và vị trí chiến lược của Việt Nam là rất là tốt. Thì trong cái đây thì Việt Nam bây giờ chúng ta biết là ở ba nước như vậy hiện nay có khoảng gần 1 triệu người Việt Nam phải sang đó làm thuê làm mướn, rồi có hàng trăm ngàn những cô gái Việt Nam phải lấy chồng của Hàn Quốc hay là lấy chồng của Đài Loan. Thì đấy là một cái minh chứng rất là thất bại của dưới sự cai trị của chế độ cộng sản. Đấy đấy là họ không xứng đáng. Thứ hai, chưa nói về mặt nhân quyền hay là mặt con người, nếu như những người công dân của Hàn Quốc, công dân của Nhật Bản hay công dân của Đài Loan ấy, họ hiện nay có thể đi đến 150 đến 180 nước mà không cần phải xin visa. Thì đấy, cái hộ chiếu ấy, nó đánh giá cái thước đo của một quốc gia đối với thế giới như thế nào rất rõ ràng. Sau đó cái cuốn hộ chiếu của Việt Nam ấy, thì chỉ có 52 nước, mà chủ yếu là những nước rất là nghèo đói ở khu vực châu Á, châu Phi và Nam Mỹ, thì họ mới cho Việt Nam được visa. Thì đấy nó đánh giá thực lực là cái yếu kém của Đảng Cộng sản Việt Nam nó là như vậy. Còn bây giờ nói về lòng dân được ạ, thì chúng ta cũng có thể đo lường được rất là dễ. Ngày xưa khi mà chưa có truyền thông mạng xã hội, chúng ta khó được đánh giá là cái tâm lý của người dân họ còn ủng hộ hay là mong muốn với chế độ hay không. Thì ngày nay ấy, với truyền thông mạng xã hội, và tôi là người là sử dụng rất nhiều những nền tảng truyền thông mạng xã hội khác nhau như là YouTube, Facebook, TikTok hay là Twitter ạ, thì mình có thể đánh giá đo lường được, thì phải nói là cái mong muốn của người dân Việt Nam, điều ấy chắc chắn rồi, không ai có thể phủ nhận được là người ta cần mong muốn một sự thay đổi. Nhưng mà từ mong muốn đến một hành động đó, thì nó còn rất là khá xa. Đối với người dân ở những cái quốc gia lân cận thôi, ví dụ như ở Thái Lan hay ở Myanmar hay là ở Indonesia hay Philippines được ạ, đấy trong khu vực ASEAN đó, thì khi họ mong muốn ấy, họ có thể thể hiện bằng hành động của họ ngay rất là nhanh chóng. Nhưng mà đối với người dân Việt Nam ấy, thì trải qua hàng nửa thế kỷ cai trị bởi một chế độ rất là độc tài, hà khắc như vậy ấy, thì cái tâm lý người dân rất là sợ hãi, đặc biệt trong năm gần đây khi mà vấn đề đàn áp người đối lập bất đồng chính kiến gia tăng ấy, thì mặc dù anh rất là mong muốn, tất cả mọi người dân đều mong muốn cả, thế nhưng mà để mà họ thể hiện được cái hành động hay quyết tâm để mà đóng góp tham gia một cái tiến trình thay đổi nước ấy, thì có lẽ nó cần nhiều thời gian nữa. Chúng ta chưa thể mong đợi vào cái lúc này người dân Việt Nam có thể mà có đủ dũng khí hay là quyết tâm để mà thay đổi được đúng với mong muốn của họ được. Dạ vâng, cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Đài. Thế thì không biết là ông Lý Thái Hùng
những cái quan sát của ông đối với xã hội cũng như là cái tâm tư của người dân Việt Nam nó nói lên điều gì thưa ông đối với cái việc đó là giờ đây cái những cái bê bối của Đảng Cộng sản chúng ta hoàn toàn có thể dùng từ bê bối đúng không ạ? Bởi vì ngay cả chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội còn phải từ chức vì những cái nghi án tham nhũng thì tôi không biết là còn có thể dùng được cái từ nào khác ngoài cái từ bê bối. Thế thì những cái bê bối đó nó đã đủ để mà khiến cho người dân cảm thấy như là giờ đây Việt Nam cần một cái sự thay đổi về mặt chính trị hay chưa? Hay là theo ông đó là cái bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản nó vẫn rất là hiệu quả trong cái việc thuyết phục người dân đó là Đảng Cộng sản vẫn là cái đảng lãnh đạo chính đáng? Thì không biết là cái quan điểm của ông thế nào? Dạ vâng, tôi muốn được chia sẻ về hai cái nhìn. Thứ nhất là về đối với cái vị trí của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay và cái sự khát khao mong muốn thay đổi của người dân. Đầu tiên thì Đảng Cộng sản Việt Nam hay là tất cả những cái đảng độc tài nào đó thì để mà giữ được quyền lực độc tôn đó thì cái thành phần lãnh đạo phải đoàn kết, phải bảo bọc và phải giữ cái hình ảnh gọi là thống nhất ở trong nội bộ. Thì đó là cái yếu tố then chốt nhất của tất cả những chế độ độc tài. Và để kiểm soát xã hội trong cái bối cảnh coi như là độc tài, độc đoán như vậy đó, thì họ dùng ba cái phương tiện, hay tôi gọi đó là ba cái chân vàng. Đó là truyền thông, tức là hệ thống thông tin, hệ thống truyền thông là đảng phải nắm trong tay, để tuyên truyền cũng như là ca ngợi, cũng như là tấn công những ai mà chống lại những uy tín hoặc là những sự coi như là tuyên truyền hoặc chính sách của đảng. Cái thứ hai đó là bộ máy công an, tức là dùng công an để trấn áp những người gọi là phản động hay là những cái người gọi là có cái suy nghĩ có đầu óc để coi như chống lại những chính sách của đảng. Và cái thứ ba là họ dùng tòa án để làm gì, để họ mang ra tòa một cách danh chính ngôn thuận, nhưng thực sự ra đó là họ kết án người đã 5 năm, 10 năm, 20 năm một cách tùy tiện để coi như là tiêu diệt bằng cách coi như là khỏa lấp những cái người đấu tranh. Cho nên ba cái phương tiện tòa án, quân đội, xin lỗi, công an và truyền thông, nó là ba cái bộ máy, ba cái điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam hay là tất cả những đảng độc tài sử dụng để mà họ khỏa lấp những cái sai lầm của họ, kể cả những sự đàn áp, tấn công và duy trì cái uy tín lãnh đạo. Cho nên chúng ta thấy rằng là ví dụ trong Bắc Triều Tiên hay là kể cả Đảng Cộng sản Việt Nam, dù rằng ông Trọng có ốm yếu ở chăng nữa hay là ông Đồng Đức Mạnh có bị sai lầm gì chăng nữa, nhưng mà truyền thông mà viết lên họ ca ngợi giống như những ông thánh ngày kia vân, chứ không ai nhìn thấy những sự sức mẻ, sự khó khăn của đảng là bởi vì bộ máy tuyên truyền nó khỏa lấp, mà ai phản đối thì bị có gì bắt bị tấn công. Nhưng mà rõ ràng ngày hôm nay chỉ trong vòng vài ba năm trở lại đây, sự đoàn kết trong đảng nó không còn nữa, trên thượng tầng không còn nữa, thì những cái sự mảnh vỡ ở trong nội bộ và người ta nhìn sâu ở bên trong, người ta nhìn thấy những ông này không phải là ông thánh. Và cái bộ máy công an hay là bộ máy tuyên truyền dù có viết gì chăng nữa, người dân ta không còn tin vào sự đoàn kết của đảng, vào sự lãnh đạo và đặc biệt là sự khó khăn kinh tế, làm cho người dân lại càng có nhìn thấy là đây là cái chế độ bất lực ở trong mọi những cái yếu tố, và họ còn không bảo vệ nhau, họ cũng không giữ được nhau mà họ tấn công sát phạt lẫn nhau, thì hỏi chế độ này còn cái gì để giữ lại. Thì tôi nghĩ cái ấn tượng ngày hôm nay nhìn vào Đảng Cộng sản đó là cái yếu tố từ cái sự phân rã đấu đá thượng tầng đã được đưa đến cái sự yếu, suy yếu, và người ta thấy cần phải thay đổi. Còn đối với quần chúng Việt Nam đó, thưa anh, đa số quần chúng Việt Nam từ mấy chục năm nay, từ 50 năm nay khi mà Cộng sản Việt Nam cưỡng chiếm miền Nam cho đến bây giờ, cái ước mơ tự do dân chủ, cái ước mơ để đổi đời được sống một cái quốc gia độc lập tự do, nó là cái ước mơ ngàn tuổi, giống như luật sư Vũ Khanh chia sẻ, nó là ước mơ ngàn đời. Nhưng mà những cái ước mơ đó thực hiện như thế nào, nó cũng tùy theo từng hoàn cảnh, từng giai đoạn. Và đương nhiên có những lúc bị đàn áp rất là khó khăn, nhưng có những lúc rất là can đảm, kiên cường, là bởi cuộc đấu tranh mà tự do dân chủ nó làm nhiều cái khát vọng, như cái hơi thở, và nó san sẻ trong tất cả mọi người. Và đương nhiên cái cuộc đấu tranh này nó miên viễn, nó liên tục ở nhiều những hoàn cảnh khác nhau. Nhưng mà ngày hôm nay tôi cho rằng cuộc đấu tranh nó đang ở trong một bối cảnh rất là thuận lợi bởi vì hai lý do. Lý do đầu tiên đó là người dân ai cũng nhìn thấy cái chế độ này không còn là một chế độ mà giống như họ tuyên truyền, và nội bộ đang đánh nhau như vậy thì cái khả năng cầm cự nó sẽ suy yếu, và đây là cái cơ hội người dân đứng lên. Cái thứ hai nữa là cái tình trạng kinh tế khó khăn nói chung
cả thế giới, kể cả các vấn đề Việt Nam, thì đã ảnh hưởng đến đời sống. Và khi mà người dân đụng đến miếng cơm manh áo, đụng đến cái đời sống của chính họ đấy, thì chính họ phải vươn lên, họ phải tạo những cái điều kiện để mà phản bác. Thì ngày hôm nay cái cuộc đấu tranh phản nghe sự bất mãn quần chúng nó giống như nước mạch nước ngầm nó lan chảy ở trong xã hội, mà cái hiện tượng thầy Minh Tuệ hay là hiện tượng của những chuyện mà Cộng sản Việt Nam hiện nay đang trấn áp rất nặng nề đối với những người mà trên mạng Facebook hay trên mạng xã hội đó, thì rõ ràng cho thấy là gì, tức là những sự bất mãn ở những mạch nước ngầm đó đó nó có thể bộc phát bất cứ lúc nào, cho nên họ phải tìm ngăn chặn để những cái lỗ xì đó, mà càng ngăn chặn càng đẩy xã hội vào những cái chuyện mà bất mãn đó đó, thì có thể nói sự bất mãn, sự bộc nghĩa là bộc phát bất cứ lúc nào ở trong thời gian trước đây. Và cái hiện tượng thầy Minh Tuệ nó đã cho thấy rằng là gì, cái sự bất mãn về cái tình trạng suy đồi đạo đức, cái sự coi như là cái sự xuống cấp của giáo hội Phật giáo đó, nó đang cho thấy rằng là một cái yếu tố bất mãn ngấm ngầm nó đang bộc phát. Thì Cộng sản Việt Nam hiện nay đang lo sợ vào cái yếu tố, và tôi nghĩ rằng là cái làn sóng mà muốn thay đổi của người dân đó, nó đang là cái cơ hội rất tốt để cho chúng ta kết hợp để tạo những chuyển biến dân chủ hóa đất nước trong tương lai, thưa anh. Dạ vâng, cảm ơn ông. Rõ ràng là cả ba vị thì đều có một cái nhìn chung mang cái tính khá là tích cực, đó là cả ba vị đều nghĩ rằng đó là cái mong mỏi của người dân trong nước bây giờ đó là có một cái sự thay đổi hay là chuyển biến về mặt chính trị, đúng không ạ? Thế thì bây giờ chắc hẳn cả ba vị nếu theo dõi tình hình chính trị ở trong nước, đặc biệt là theo dõi ở trên mạng xã hội giống như là luật sư Nguyễn Văn Đài đấy, thì sẽ bắt gặp những cái quan điểm liên quan đến cái việc thay đổi về mặt thể chế ở Việt Nam hết sức là phổ biến. Đó là gì? Có một cái bộ phận không nhỏ dân chúng đồng tình rằng đó là Đảng Cộng sản Việt Nam rất là tham nhũng. Đấy, để xảy ra rất là nhiều những cái vụ đại án quan chức cấp cao của Đảng cũng như là nhà nước đã lần lượt thay nhau đi tù vì biển thủ công quỹ quốc gia cũng như là làm thiệt hại ngân sách nhà nước. Thế nhưng mà có một cái điều mà rất nhiều người dân băn khoăn đó là thế thì bây giờ nếu không phải Đảng Cộng sản thì ai lãnh đạo đây? Thế thì với cái tư cách là những cái người đang đi đấu tranh cho dân chủ cho Việt Nam đấy, đúng không? Luật sư Nguyễn Văn Đài thì là chủ tịch của Hội Anh em Dân chủ, ông Lý Thái Hùng thì là chủ tịch của Đảng Việt Tân, còn luật sư Vũ Đức Khanh thì là của Liên minh Dân tộc Việt Nam. Thế thì các vị trả lời thế nào trước những cái băn khoăn của người dân Việt Nam, đó là nếu không phải Đảng Cộng sản thì ai? Thì trước hết là không biết là luật sư Nguyễn Văn Đài có thể trả lời câu hỏi này được không ạ? Vâng, đúng thì cái câu hỏi này không phải lần đầu tiên nghe anh Vũ Đình Sơn hỏi, vì khi mà tôi còn ở Việt Nam á, lúc mà chưa bị bắt ấy, thì khi mà tiếp xúc với rất nhiều các bạn trẻ sinh viên hay là những người doanh nhân ấy, thì họ cũng đã hỏi tôi câu này rồi, họ kể cả những giới công chức ở trong một số cơ quan nhà nước ạ, thì họ cũng đặt câu hỏi với tôi là gì, nếu chúng tôi không tin Đảng Cộng sản Việt Nam nữa thì chúng tôi mới tin vào một cái tổ chức hay một cái đảng phái chính trị nào. Tiếp đó ở Việt Nam ấy, thì thời điểm đó cũng rất khó để trả lời, tại các mình nói là chúng tôi có tổ chức Hội Dân chủ hay có những tổ chức nọ tổ chức kia, thì tôi chỉ nói với họ là việc hình thành lên một cái tổ chức chính trị hay một đảng chính trị ấy, để thay thế một cái đảng cầm quyền không xứng đáng như Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, thì nó là nỗ lực chung, nó là trách nhiệm chung của tất cả mọi người Việt Nam ở trong cũng như ngoài nước. Thì mà một phần ấy, thì đã có những cái đảng chính trị của người Việt đã được thành lập từ những năm 1900 thập niên 1930, 1940 rồi trải qua những cái thăng trầm của lịch sử, hiện nay còn vẫn hoạt động ở hải ngoại, hay có những đảng chính trị được thành lập sau này, ví dụ Đảng Việt Tân này ạ, có rất nhiều cái tổ chức khác, thì đó là những cái tổ chức mà đã có sẵn rồi, tất nhiên là chưa có đủ được cái tiềm lực sức mạnh mong như là người dân Việt Nam mong muốn hay là khát khao, nhưng mà để một cái đảng để mà trở thành một cái đảng lãnh đạo đủ đủ tầm vức mức đủ sức mạnh ấy, thì nó là sự đóng góp của tất cả mọi người dân. Người dân thấy rồi thì có rất nhiều đảng, bây giờ thì người dân thấy rằng là một cái đảng chính trị nào đó phù hợp thì mình cùng tham gia vào đó, đóng góp vào đó, ví dụ tham gia vào Hội Dân chủ hay tham gia vào Đảng Việt Tân hay tham gia vào liên minh dân tộc cả, thì đó là những cái chỗ để mà mọi người đóng góp. Mỗi một đảng chính trị hay một tổ chức chính trị nó chỉ là phương tiện thôi để cho tất cả mọi người cùng tham gia, cùng đi trên một con đường đó để cùng đấu tranh. Chứ nếu như bây giờ để mà đòi hỏi những người lãnh đạo như ông Lý Thái Hùng là chủ tịch Việt Tân, ông phải làm tất cả mọi việc để thay thế cho cả 100 triệu người Việt Nam á, thì điều đó không không thể. Hay là bản thân tôi, hay là ông Vũ Đức Khanh để làm công việc thay thế cho cả một đất nước dân tộc, thì nó để mà nó cần sự đồng hành, cần sự tham gia của tất cả mọi người dân. Thế nên là những cái đảng tổ chức đã có sẵn rồi thì mọi người dân Việt Nam có thể nghiên cứu tìm hiểu
xem tổ chức nào phù hợp để mình cùng tham gia, cùng đóng góp, cùng xây dựng nó trở thành một tổ chức xứng tầm để mà lãnh đạo đất nước người dân trong tương lai. Hoặc là nếu như họ không muốn tham gia những tổ chức đảng phái có sẵn rồi thì họ có thể thành lập những tổ chức đảng mới. Bây giờ nếu như với những kinh nghiệm ấy, thì họ có thể thành lập những đảng ngay ở trong người ta, âm thầm bí mật và chính quyền cũng không thể biết được. Bởi vì trong những năm vừa qua thì chúng tôi thay đổi cái sách chiến lược đấu tranh ấy, là bên công khai bên ngoài Việt Nam, nhưng bí mật trong nước ấy, thì những cái tổ chức của các tổ chức đảng phái chị khác đang hoạt động Việt Nam cũng rất an toàn, chứ không có một vấn đề gì cả. Nếu như chúng ta tuân thủ những nguyên tắc bảo mật cần thiết thì hoàn toàn có thể và vẫn có thể thành lập, vẫn có thể âm thầm hoạt động phát triển ở Việt Nam. Trong khi chúng ta đủ mạnh thì chúng ta có thể nhân một cái cơ hội ở đó để đứng lên để thay đổi nước. Cho nên ý, là để có một tổ chức đảng phái chính trị hay là nhiều tổ chức đảng phái chính trị đủ tầm vóc lãnh đạo đất nước Việt Nam thay đổi ấy, thì nó là nỗ lực chung của cả 100 triệu người dân Việt Nam ở trong cũng như ngoài nước, chứ nó không phụ thuộc vào bất kỳ một cá nhân hay một tổ chức đảng phái chính trị nào cả. Dạ vâng, cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Đài. Không biết là luật sư Vũ Đức Khanh thì sẽ trả lời cho người dân Việt Nam thế nào khi mà người dân thắc mắc đó là nếu bây giờ nói rằng Đảng Cộng sản không xứng đáng để lãnh đạo đất nước nữa, vậy thì cuối cùng lựa chọn khác ở đây là như thế nào? Thì không biết là ông sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào đây ạ? Vâng, xin cảm ơn anh Trường Sơn. Thứ nhất là dân chủ là một cái tiến trình, không thể nào một sớm một chiều mà Việt Nam có thể có dân chủ. Ngày mai Đảng Cộng sản Việt Nam có thể tuyên bố rằng Đảng đã chấm dứt vai trò lịch sử và để cho đất nước chuyển qua một cái giai đoạn mới, và để tiến tới vấn đề bầu cử tự do. Với tất cả cái sự tham gia của tất cả các cái lực lượng yêu nước, dân tộc của chúng ta, thì chưa chắc gì cái chính quyền đầu tiên được cái lá phiếu tín nhiệm của người dân mà có thể nói rằng là dân chủ hoàn hảo giống như chúng ta mong muốn. Chúng ta cứ nhìn thấy chẳng hạn như ở các cái nước ở Bắc Âu, hay là ở Liên minh Âu Châu, hay là ngay cả như ở tại Hoa Kỳ, dân chủ nó có lúc nó rất là được được tôn trọng, nhưng mà có lúc chính cái sự dân chủ đó nó tạo ra cho người người dân một cái sự bất mãn. Tại vì dân chủ nó có nó đi từ 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 cái cực này tới cái cực cực kia, cho nên tôi mới nói rằng là dân chủ là một cái tiến trình, nhưng tự do là một cái mục đích con người sinh ra, mà chính Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã lặp lại những cái điều mà cả thế giới đều nói, tức là chúng ta sinh ra là chúng ta đã có cái quyền tự do. Những cái quyền tự do cơ bản nhất của người dân là cái quyền có những cái quan điểm, cái tư tưởng, cái chính kiến, và cái quyền được biểu đạt những cái quan điểm của mình một cách ôn hòa trong xã hội để tìm cái điểm đồng thuận xây dựng phát triển đất nước. Thì cái tự do đó nó rất là quan trọng. Chúng ta đặt cái mục tiêu là tự do. Dân chủ chỉ là một cái phương tiện để làm sao chúng ta đạt được tới cái tự do. Và cái cuối cùng, con người sinh ra là muốn có tự do, muốn sống thoải mái, sống hạnh phúc, nhưng mà cái đời sống vật chất nó cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng, phải được ổn định. Thì cái thịnh vượng là cái động lực để cho người dân thay đổi. Người dân muốn có tự do, người dân muốn có thịnh vượng, muốn có chén cơm manh áo, muốn được nhà ở tốt đẹp, muốn được cái hệ thống xã hội an sinh để cho tất cả mà không có ai bị bỏ bên lề của xã hội, hoặc là cái hệ thống y tế, giáo dục được tinh tiến, thì cái vấn đề đó phải được thảo luận. Tôi nghĩ rằng là vấn đề trời là cái vấn đề. Cái giai đoạn này là cái giai đoạn chuyển tiếp từ chế độ độc tài toàn trị sang một cái chế độ tự do dân chủ, thì nó phải có một cái quá trình chứ không thể là một cái cuộc cách mạng. Tôi không tin rằng ở Việt Nam sẽ có một cái cuộc cách mạng bạo lực để thay đổi thể chế, mà là một cái tiến trình để đi tới tự do và dân chủ. Có thể đây là cái thời điểm mà Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải thay đổi về mặt chính trị để làm sao cho cái sự tham gia của người dân nó được nhiều hơn, và để làm trong sạch hóa cái hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam nữa. Tôi nghĩ rằng trong thâm tâm của ông Nguyễn Phú Trọng ngay từ giờ phút đầu, ông ấy muốn chống tham nhũng là để trong sạch cái hàng ngũ, để tạo thành cái đảng nó vững mạnh để tiếp tục lãnh đạo đất nước. Nhưng mà càng đi tới càng thấy rằng là cái bộ máy
này nó không còn một cái giá trị nào nữa, cho nên là cần phải có sự thay đổi. Thì Liên minh Dân tộc Việt Nam đưa ra một cái chủ trương rất là rõ ràng. Ngày 9 tháng 5 vừa rồi, chúng tôi đưa ra chính sách 10 điểm của Liên minh Dân tộc Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam để chuyển hóa từ cái chế độ độc tài toàn trị sang một chế độ tự do dân chủ, hướng tới vấn đề thịnh vượng thông qua công cuộc bầu cử tự do với sự tham gia của tất cả các lực lượng khác. Một điều tôi có thể khẳng định ngày hôm nay với tư cách là Tổng thư ký của Liên minh Dân tộc Việt Nam: Liên minh Dân tộc Việt Nam không có tham vọng cầm quyền. Liên minh Dân tộc Việt Nam chỉ có cái mong ước đóng góp vào tiến trình xây dựng một nước Việt Nam mới, một nước Việt Nam tự do, dân chủ và thịnh vượng dựa trên cái nền tảng của pháp luật công bằng với tất cả mọi người. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa rằng là những thành viên của Liên minh Dân tộc Việt Nam tham chính với bất cứ một cái tổ chức nào đó hoặc là Vâng. với tư cách là cá nhân. Thì để nói rằng ngày mai không nhất thiết là phải là đảng A, đảng B, đảng C nào đó ra cầm quyền, mà phải để cho người dân Việt Nam thực thi được cái quyền bầu cử và ứng cử vào những cái chức vụ từ địa phương Vâng. lên tới trung ương. Lúc đó chúng ta sẽ quyết định được cái tương lai của đất nước. Dĩ nhiên, tôi đã nói rồi, một đây là dân chủ là một cái tiến trình. Chúng ta đừng bao giờ chờ đợi rằng ngày mai sẽ có dân chủ cho Việt Nam. Nhưng Dạ ít vâng. nhất chúng ta cần có cái sự tự do và nó đồng thuận trên một cái mô hình phát triển của đất nước trong tương lai. Dạ vâng, cảm ơn luật sư Vũ Đức Khanh. Thế thì tóm lại câu trả lời của ông có phải là câu hỏi ở đây không phải là nếu không phải Đảng Cộng sản thì ai, mà câu hỏi thực sự ở đây đó là hãy cứ để cho người dân chọn, rồi sau đó người dân sẽ tự chọn ai là người lãnh đạo mình, đúng không ạ? Chính xác. Dạ vâng, cảm ơn ông rất là nhiều. Thế thì ông Lý Thái Hùng, ông là chủ tịch của Đảng Việt Tân, và ở đây chúng ta đều biết mỗi khi nói đến dân chủ ở Việt Nam thì Đảng Cộng sản vẫn đưa Đảng Việt Tân ra để làm con ngáo ộp đấy ạ, để mà Vâng. đe dọa dân chúng, đó là nếu mà trong trường hợp có dân chủ thì Đảng Việt Tân sẽ là một trong những cái lực lượng mà sẽ gây ra rất là nhiều các cái sự xáo trộn, thậm chí là bạo lực, thậm chí là nội chiến, rất là nhiều các cái viễn cảnh tiêu cực mà Đảng Cộng sản đã vẽ ra mỗi một khi nói về dân chủ. Và Đảng Việt Tân thì luôn luôn là giơ đầu chịu báng. Thế thì bây giờ với tư cách là chủ tịch của Đảng Việt Tân, ông sẽ trả lời trước người dân Việt Nam thế nào đối với những cái người đang nghe và những cái người mà đang có những cái sự thắc mắc, đó là nếu bây giờ Đảng Cộng sản không còn thì ai ai lên lãnh đạo Việt Nam đây? Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh Trường Sơn đã nêu câu hỏi rất là hay, và tôi cũng muốn được chia sẻ một số những cái sự suy nghĩ. Nhưng mà trước khi chia sẻ về cái tiến trình dân chủ tại Việt Nam như thế nào đó, thì anh Trường Sơn có nêu là Cộng sản Việt Nam họ nghe là gán ghép cái chữ khủng bố, và coi Việt Tân là một con gáo ộp, nghĩa là rất là nguy hiểm đối với chế độ này kia. Thì tôi muốn được xin vài phút để chia sẻ tại sao nó lại cái nó xảy ra cái chuyện là Cộng sản Việt Nam đã coi Việt Tân làm tổ chức khủng bố. Thì thưa quý vị, là năm 2014 vào tháng 4 thì nó xảy ra cái vụ sa thải ở tại Vũng Áng, do một công ty coi như là thép của Đài Loan, và làm cho nghĩa là hàng trăm ngàn coi như là tấn cá đã coi là chết ở vùng biển Vũng Áng. Thì lúc đó cái phong trào coi như là chống đối cái việc sa thải đó được bộc phát ở tại Nghệ An, tại Vinh, mà rồi lớn mạnh trên toàn quốc, bắt đầu từ tháng 4, tháng 5, tháng 6, những cuộc biểu tình tại Sài Gòn, Hà Nội, vân vân. Thì lúc đó anh em đảng viên Việt Tân ở tại Nghệ An cũng như ở nhiều nơi đã hỗ trợ cho cái phong trào coi như là phải làm sao coi như là trong sạch môi trường và chống lại những cái sự hủy hoại về vấn đề môi sinh. Thì đến tháng 10, với những cái làn sóng biểu tình như vậy, thì Cộng sản Việt Nam, Bộ Công an đã nói rằng là Việt Tân đứng đằng sau những cuộc biểu tình và kết án Việt Tân là một tổ chức khủng bố. Và đó là cái thông cáo được đưa ra vào ngày 10 tháng 10 năm 2014, và 5 ngày sau thì Bộ Công an ra tiếp một cái thông cáo nữa là những ai tham gia những cuộc biểu tình, những ai nhận tiền hoặc là tham gia khóa học của Đảng Việt Tân tổ chức đều là thành viên của những tổ chức khủng bố. Thì cái nguyên ủy mà họ gắn ghép Việt Tân khủng bố đó là từ cái cuộc coi như là chống
cái việc mà công ty Vũng Áng họ xả thải để mà chết thiệt hại môi trường. Thì cái sự lo sợ của Cộng sản Việt Nam đối với Đảng Việt Tân mà họ gắn ghép là khủng bố đó, đó là bởi vì Việt Tân đã cùng với đồng bào, cùng với quần chúng để mà tranh đấu cho nguyện vọng muốn thay đổi đất nước, đặc biệt là bảo vệ môi trường vào trong bối cảnh đó là năm 2014. Thế thì những cái điều đó để cho thấy rằng là Cộng sản Việt Nam họ rất sợ những lực lượng nào sát cánh cùng với quần chúng. Họ rất sợ về những cái sự đứng lên để mà đấu tranh đòi dân chuyển đổi dân chủ giống như luật sư Vũ Đức Khanh cũng hay là luật sư Đài vừa chia sẻ. Thì tôi trở lại cái vấn đề, cái câu hỏi của anh Trường Sơn vừa nêu ra về vấn đề tiến trình dân chủ hóa tại Việt Nam. Nó sẽ diễn ra như thế nào và Việt Tân đóng góp vào cái vai trò thế nào? Thì thưa quý vị, theo kinh nghiệm về chuyển đổi dân chủ ở trên toàn thế giới ngày hôm nay, tức là từ những chế độ độc tài sang những quốc gia dân chủ đó, thì nó có hai cái mô hình mà chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay. Cái mô hình đầu tiên là từ trên ở xuống, tức là những chế độ độc tài do những cái sự suy yếu trong nội bộ và do những cái phe nhóm muốn nhìn thấy rằng là với cái sự phát triển đất nước như thế này và nếu tiếp tục có như cầm quyền độc tôn độc toán đó thì sẽ không phát triển được, mà phải làm sao để đẩy mạnh cái sự dung hợp giữa những tư nhân để hợp tác kinh tế đưa đến sự thịnh vượng và phát triển được tốt đẹp hơn. Thì từ đó một số những chế độ độc tài họ đã chuyển đổi đường lối để ôn hòa hơn và chấp nhận đối lập và chấp nhận dân chủ. Thì cái trường hợp này chúng ta đã thấy ở tại Đài Loan, chúng ta đã thấy tại Nam Hàn, cũng như tại Nhật Bản trước đây, và cũng như nhiều quốc gia mà chúng ta nhìn thấy ở tại Âu Châu trong những cái thập niên 1980-81. Đó là cái mô hình từ trên xuống. Một cái mô hình thứ hai, tức là từ dưới lên, tức là từ những khát vọng dân chủ, khát vọng muốn thay đổi của người dân đã biến thành những cuộc biểu tình rầm rộ trên đường phố và áp lực những chế độ tài phải thoái lui nhượng bộ. Một là họ sẽ bị tan rã như trường hợp Đông Âu, hai là chấp nhận cuộc tổng tuyển cử tự do giống trường hợp Ba Lan, Hungary, lợi dụng vân vân, thì hoặc là những cái cuộc biểu tình ở tại cuộc cách mạng là Hoa Lài năm 2011, tức là từ dưới lên bằng những tác động quần chúng. Thì với hai cái mô hình từ dưới lên hay là từ trên xuống ở thế giới mà chúng ta nhìn qua như vậy thì đem lại ở tình hình Việt Nam ngày hôm nay đó, thì rõ ràng cho thấy rằng là mặc dầu thượng tầng lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đấu đá và sát phạt lẫn nhau, nhưng mà chúng ta nhìn thấy rằng là không có ai để coi như tạo một cái sự thay đổi ôn hòa, hay là chính trong thượng tầng lãnh đạo Cộng sản Việt Nam cũng coi như là ôm chặt cái quyền lực chứ không có một cái sự chờ đợi thay đổi để mà làm sao chuyển đổi đất nước. Mà ngay cả ngày hôm nay họ vẫn áp dụng cái chỉ thị 24 mà được đưa ra vào tháng 7 năm ngoái của Bộ Chính trị đó, đó là vẫn kiểm soát tình hình và coi công an là lực lượng để kiểm soát toàn diện những sinh hoạt xã hội, thì làm sao mà có cái sự thay đổi trong sự đấu đá ngày hôm nay để chờ đợi Việt Nam có dân chủ từ trong thượng tầng lãnh đạo của sở Việt Nam. Cho nên vì lý do đó mà tôi nghĩ rằng là cái cuộc chuyển đổi dân chủ tại Việt Nam nó là đến từ những khát vọng muốn thay đổi của người dân, từ những tập hợp quần chúng Nam phụ Lão ấu để nối kết với nhau để tạo những cái tiếng nói. Và trong cái bối cảnh đó đó, tôi nghĩ là Đảng Việt Tân, hội những anh em dân chủ hay là những lực lượng tổ chức đảng phái phải hòa vào trong cái dòng chuyển đổi của đất nước. Và tôi nghĩ biết đâu năm 2014 với cái cuộc mà biểu tình rầm rộ khắp nơi để chống về sự ô nhiễm môi trường do một công ty thép tại Vũng Áng bùng nổ, thì có thể là trong thời gian tới đây đó là cuộc biểu tình trên đường phố vì vấn đề dân chủ, vì vấn đề môi trường có thể bộc phát, và đó là cơ hội mà các lực lượng dân chủ cùng hỗ trợ để tạo sự thay đổi đất nước trong thời gian tới trong cái bối cảnh mà suy yếu cùng cực của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày. Và tôi tin tưởng rằng là cái cuộc cách mạng dân chủ Việt Nam nó sẽ xảy ra trong một tương lai rất gần, đã thưa anh. Dạ vâng, cảm ơn ông Lý Thái Hùng rất là nhiều. Dạ vâng, không biết là luật sư Vũ Đức Khanh có muốn phản hồi hay là tranh luận thế nào với cả ông Lý Thái Hùng, hay là ông muốn bổ sung cái gì không ạ? Tôi có một cái cách nhìn nó hơi khác với anh Lý Thế Hùng một chút xíu, Dạ vâng. xin được đóng góp và chia sẻ, Dạ vâng, vì mời dạo sau ông. chúng ta cũng là một cái diễn đàn. Những cái phân tích của anh Lý Thế Hùng hoàn toàn đúng, không có cái gì sai hết, từ trên thượng tầng cho tới ở hạ tầng. Nhưng trong cái bối cảnh chính trị của Việt Nam và trong cái tình hình chính trị của thế giới và khu vực, những cái cuộc biểu tình rộng lớn ở Việt Nam trong thời gian từ đây đến năm 2026, đặc biệt trong năm 2025, là tôi nghĩ là một cái ảo tưởng không thể làm được. Tôi cho rằng là vấn đề là
áp lực của quốc tế, áp lực từ người dân. Giống như tôi nói lúc nãy là người dân Việt Nam có cái khao khát, mong muốn có cái tự do, mong muốn có một cái sự thay đổi và không chấp nhận được cái hiện cảnh. Cái đó là có. Và tất cả các cái lực lượng chính trị, kể cả lực lượng chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ phải nắm được tất cả những vấn đề đó. Tại vì họ, cái nghề chuyên nghiệp của họ là làm chính trị và họ phải đáp ứng được cái nguyện vọng của người dân. Và họ sẽ phải làm những cái cuộc thương lượng như thế nào. Tôi nghĩ rằng tất cả những cái cuộc mà ở chuyển đổi ở Đài Loan, ở Nam Hàn mà chúng ta biết, và một số ở tại Á Châu, thì tôi thấy rằng là cái thời kỳ mà gọi là để biểu tình rầm rộ hoặc là những cái bạo lực của quần chúng nó cũng đã qua rồi. Giai đoạn hiện tại của Việt Nam, vì cái vị trí địa chính trị của Việt Nam, vì cái vấn đề mà Đảng Cộng sản Việt Nam, những cái đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam từ thượng tầng cho tới ở dưới địa phương, họ không cảm thấy yên ổn, an tâm trong cái chế độ, vì bất cứ giờ phút nào họ cũng có thể trở thành là tù nhân ở ở ở bất cứ cái nhà tù nào của Việt Nam, hoặc là bị truy tố ra tòa. Cho nên là họ muốn tìm một cái sự ổn định, thì cái sự ổn định đó là cái yếu tố quan trọng trong lòng của Đảng Cộng sản Việt Nam, phải nghĩ rằng không thể tiếp tục được nữa, vì không có tính chính danh thì cần phải có sự thay đổi. Họ có thể đổi tên hay như thế nào tôi không cần biết, nhưng mà cái quan trọng, cái cuối cùng phải đáp ứng được cái nguyện vọng của người dân là lá phiếu của người dân quyết định chính quyền. Tôi thì tôi không nghĩ rằng là có cái lực lượng được đường phố, nhưng mà lực lượng đường phố sẽ là cái yếu tố đủ để giải quyết. Cái yếu tố cần là yếu tố là đảng có muốn thay đổi hay không, những người đang cầm quyền có muốn thay đổi hay không. Khi mà họ đã muốn thì cái yếu tố đường phố sẽ là cái yếu tố đủ để giải, để mà đi qua một cái giai đoạn mới. Cho tôi góp ý một tí là về cái luật sư Khanh nói về cái chuyện mà bầu cử này kia đó. Đương nhiên ai cũng chờ đợi, tại vì những cái chuyện trong tương lai nó xảy ra, cho nên nghĩa là có thể là chúng ta có thể suy đoán hoặc là dựa trên nhiều yếu tố. Ngay cả cái điều mà luật sư Noah Khanh nói rằng là trong cái bối cảnh của đàn áp khủng bố, cái sự mà biểu tình trên đường phố nó sẽ không có. Thực sự tất cả những điều là chúng ta suy đoán hết. Cái vấn đề quan trọng nhất ở ngày hôm nay là người dân Việt Nam muốn cái gì? Và Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay họ muốn cái gì? Đối với tôi, Cộng sản Việt Nam họ vẫn tiếp tục làm sao duy trì cái quyền lực thống trị. Và phe Tô Lâm hay phe Nguyễn Phú Trọng vẫn muốn tiếp tục kiểm soát. Chứ đừng chờ đợi rằng là họ sẽ phải thay đổi để đất nước tự do dân chủ. Tôi biết chắc chắn họ sẽ phải mất quyền. Trong khi người dân họ bị đàn áp, bị khủng bố. Thì đến một lúc nào đó khi người dân chịu không nổi và họ phải vùng lên, họ phải đứng lên và cuộc biểu tình trên đường phố và những sự chuyển đổi đất nước mà qua dân chủ ở tại Đài Loan hay tại Nam Hàn mà chúng ta nhìn thấy nó cũng khởi đi từ những cuộc đấu tranh của quần chúng, thì lúc đó mới tạo áp lực ở trên cái thượng tầng lãnh đạo, họ phải có sự thay đổi. Cho nên vì lý do đó mà tôi nghĩ rằng là những cái nỗ lực của tất cả những đảng phái, tất cả những tổ chức làm sao hỗ trợ để cái tiếng nói người dân nó trở thành những áp lực để thay đổi, chứ chúng ta đừng chờ đợi ở nơi những đảng độc tài để rồi họ có những sự thay đổi hay là bầu cử, rất là khó khăn là Dạ bởi vì vâng. quyền lực họ buông ra họ sẽ mất thôi. Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của hai vị rất là sôi nổi và rất là thú vị đúng không ạ? Nhưng mà cũng giống như là hai vị đã nói, cuối cùng thay đổi như thế nào thì phải là cái quyết định của người dân trong nước đúng không ạ? Dạ vâng, thế thì chắc là cả ba vị cũng hiểu có một cái thực tế thế này. Đó là sau mấy chục năm cầm quyền và tận dụng cái vị thế đó là kiểm soát hoàn toàn cái bộ máy truyền thông thông tin ở trong nước đấy, thì Đảng Cộng sản cũng đã thành công trong việc thuyết phục một cái bộ phận dân chúng tin vào cái tính chính danh của họ. Cái này là một thực tế đúng không ạ? Rất là nhiều người Việt Nam tin rằng Đảng Cộng sản cho đến giờ phút này vẫn là một cái đảng cầm quyền chính đáng. Thế thì là những cái người mà đang cổ súy cho cái việc đó là Việt Nam trở thành một nước dân chủ, các vị sẽ giải thích với những cái người này như thế nào về việc đó là cần phải có dân chủ ở Việt Nam. Thế thì trước hết là xin luật sư Nguyễn Văn Đài có thể cho ý kiến của mình được không ạ? Thì ngày nay ấy, với cái phương tiện truyền thông mạng xã hội ấy, thì rất dễ dàng để chúng ta tiếp cận với lại người dân.
để giải thích cho họ hiểu ấy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam không xứng đáng là một cái đảng lãnh đạo nữa, bởi vì rất nhiều yếu tố thôi. Chúng ta có thể chỉ cho người dân thấy ngay ấy, hình ảnh của một cái người lãnh đạo cao nhất của một cái chế độ. Ví dụ như là có thể nói với người dân ấy, là Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, với hơn 5,3 triệu đảng viên, thì nếu như bây giờ trong Đảng Cộng sản Việt Nam mà tổ chức cho các đảng viên được tự do ứng cử, tự do bầu cử vào những chức vụ lãnh đạo cao nhất là Tổng Bí thư, rồi những cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng như là Bộ Chính trị hay là Ban Chấp hành Trung ương ấy, thì chắc chắn những người như ông Nguyễn Trọng hay là những người như ông Tô Lâm ấy, thì sẽ không, chắc chắn là một điều là không được người dân, những cái đảng viên họ lựa chọn rồi. Bởi trong các đảng viên hơn 5 triệu họ có rất nhiều những người đảng viên trẻ tuổi được giáo dục, được đào tạo, có trình độ năng lực ở cái lứa tuổi 40 50 tuổi, rất là trẻ trung, và họ đủ sức để mà gánh vác trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như là nếu như họ còn giữ được quyền lãnh đạo, họ sẽ lãnh đạo đất nước Việt Nam tốt hơn một người như là Nguyễn Phú Trọng đấy đấy. Và chúng ta cũng chỉ cho họ thấy là hình ảnh của một ông Nguyễn Phú Trọng, một người già tuổi như vậy, đi không vững, không đủ sức để đứng tiếp khách nữa, thì không thể nào mà có thể gánh vác vai trò lãnh đạo của cả một đảng với cả một dân tộc với 100 triệu dân được, thì chúng ta hoàn toàn có thể nói với họ về cái khía cạnh như vậy. Và cái điều quan trọng nhất ấy là cái sự quyết định của người dân. Một khi ấy, một quốc gia nào ấy, mà để việc vận mệnh của cả một quốc gia, một dân tộc chỉ được quyết định bởi một nhóm thiểu số những người cầm quyền trong xã hội là 200 ủy viên trung ương hay là mười mấy ủy viên bộ chính trị, thì đất nước đó sẽ không bao giờ có một tương lai tốt đẹp cả. Và chúng ta chỉ cho người dân thấy ấy, là tất cả những quốc gia ở trên thế giới này, khi mà người dân được quyền lựa chọn người lãnh đạo nhà nước hay là những người lãnh đạo một cái đảng cầm quyền ấy, bằng lá phiếu của họ, thì chắc chắn tất cả quốc gia đó đều có một tương lai tốt đẹp hơn. Có thể ở những thời kỳ ban đầu họ chưa phát triển một cách ổn định được, thế nhưng mà chắc chắn một cái tương lai ấy, nó sẽ là cái nền tảng để cho họ phát triển, và chúng ta cũng đã Dạ vâng. chỉ cho những người dân thấy được những điều đó. Thì như vậy thì với cái truyền thông ngoại hội chúng ta hoàn toàn có thể giúp cho người dân Việt Nam hiểu được điều đấy. Và tôi Dạ vâng. lúc đấy thì ông Nghĩa Hùng với lại ông Vũ Khanh thì cũng nói về cái việc mà trông chờ vào cái sự thay đổi tự nguyện của Đảng Cộng sản Việt Nam hay là phải đến từ người dân, thì tôi hoàn toàn ủng hộ cái quan điểm của Nghĩa Hùng ấy, là không bao giờ, tôi là người rất hiểu chế độ Cộng sản, mình sống trong đó bao nhiêu năm rồi, nên mình không bao giờ trông đợi vào bất kỳ một sự thay đổi tự nguyện nào từ những người Cộng sản hàng trong vùng cả. Họ chỉ tập trung làm sao có được quyền lực, giữ được quyền lực để họ hưởng thụ những cái thành quả ở trên quyền lực đó. Bởi vì hơn ai hết họ hiểu rõ, nếu như bây giờ mà mở cửa ra một chút thôi, lập tức là họ sẽ mất quyền lực ngay, họ không có đủ khả Dạ năng vâng. để mà cạnh tranh với các tổ chức đảng phái chính trị, cho dù những đảng phái chính trị đấy chỉ mới được thành lập sau khi họ mở cửa. Cho nên họ hiểu rõ được đó, cho nên là họ sẽ không bao giờ tự nguyện thay đổi, mà cái sự thay đổi đó luôn luôn phải đến từ người dân. Nếu như Dạ không có những vâng. phong trào cách mạng đường phố thì chắc chắn Việt Nam sẽ không có thay đổi được. Chứ đừng bao giờ trông chờ ông Tô Lâm không bao giờ là một cái nhân vật mà có thể chuyển đổi chế độ được. Nếu như ông Tô Lâm lên ấy, ông ta tiếp tục xây dựng một cái đế chế công an trị ấy, với những người mà đang nắm quyền lực ở Bộ Công an hiện nay ấy, thì nó còn chế độ nó tiếp tục bước đi khủng khiếp hơn Dạ những vâng, cái cảm thời ơn điểm luật hiện sư Nguyễn tại. Văn Đài. Dạ. Dạ vâng, rất là ngắn gọn thì xin ông Lý Thái Hùng có thể cho biết cái quan điểm của ông, đó là đối với những cái người mà còn đang tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, ông sẽ thuyết phục họ thế nào về sự cần thiết của việc cần phải có dân chủ ở Việt Nam thưa ông? Vâng, tôi có 3 điểm thôi. Điểm thứ nhất là làm cho họ nhìn thấy rằng là cái truyền thông mà của Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay nó là truyền thông lưu manh. Tại sao chúng ta cho họ biết là truyền thông lưu manh? Là bởi vì họ chỉ tuyên truyền và nói một chiều, và những ai mà không nghe hoặc là không theo một chiều đó đó thì liền là bị khống chế, bị đàn áp, bị bóp cổ để dùng cái hệ thống của nhà công an trị. Cho nên vì lý do đó mà cho thấy rằng là đây nó không phải là cơ quan truyền thông, mà đây nó là một cái tuyên truyền rất là lưu manh. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là cho họ biết rằng là đừng tin những gì cộng sản nói, đừng có nghe theo những cái điều tuyên truyền, mà hãy tìm hiểu sự thật ở bên đằng sau ở những thông tin đó. Và cái thứ ba thì tôi nghĩ rằng là chia sẻ với họ rằng là muốn có tự do, muốn có một đời sống thì chính mình phải vươn lên, phải coi như là hành động bằng chính cái sự quan tâm, cái sự coi như là mong muốn của mình. Đừng có chờ đợi rằng là xuất khẩu đi ra ngoại quốc rồi có một cuộc sống sẽ tốt hơn đen, mà cuối cùng coi như là sẽ làm cu ly ở xứ người. Thì tôi nghĩ những cái thông tin, những chia sẻ đó đó, từng bước họ sẽ tìm hiểu và họ sẽ thay đổi. Và khi mà người dân, những người trẻ và họ tìm hiểu và thay đổi đó, thì tôi nghĩ cái sự can đảm trong chính mỗi người với cái khát vọng tự do dân chủ đó thì họ sẽ thay đổi. Cho chúng ta sẽ không có kiểu giống như là tuyên truyền hay là áp đặt để rồi buộc họ phải dân chủ, phải như thế này thế kia. Tôi nghĩ rằng là đây là lúc
mà với 100 triệu người dân, mà với cái mạng xã hội giúp cho họ để tìm hiểu những chuyển biến của thế giới, những chuyển biến của đất nước, thì lúc đó họ sẽ có những ý chí đứng lên. Và tôi tin rằng là cái những cuộc cách mạng trên đường phố là đến từ những cái niềm tin và đến từ cái sự ý thức mà khi họ tìm ra cái sự thật, thì đó là cái nỗ lực mà tôi nghĩ là chúng ta cần phải đóng góp trong sự chuyển đổi đất nước để giúp cho mọi người hiểu về dân chủ như vậy, thưa anh. Dạ vâng, cảm ơn ông. Và cuối cùng xin mời luật sư Vũ Đức Khanh ạ, rất là ngắn gọn, xin ông cho biết cái quan điểm của ông ạ. Với cái kinh nghiệm 40 năm tôi sinh sống ở tại Âu Châu và Bắc Mỹ, tôi cũng đã từng tham gia vào những cái tổ chức đảng phái chính trị ở địa phương ở nơi đây. Và cái quan sát của tôi trên toàn thế giới, không có một cái đảng nào mà nó không muốn tiếp tục cầm cầm quyền hết. Đó là một cái chân lý. Không có một cái đảng nào, dù ở một cái nước tự do đi chăng nữa, nó vẫn muốn cầm quyền mãi mãi, chứ không bao giờ có chuyện đó. Cho nên là cái chuyện mà Đảng Cộng sản Việt Nam có muốn cầm quyền hay không, là cái chuyện đó là cái chuyện của họ, không quan trọng. Nhưng mà cái quan trọng là người dân có để cho họ cầm quyền hay không mới là cái vấn đề quan trọng. Thì cái này tôi mới nói tới cái điểm thứ hai, rằng đối với tất cả các bạn Việt Nam, cái người mà sinh ra trẻ nhất bây giờ đó, là ngày 1 tháng 5 năm 1975 đó, thì bây giờ đã 49 tuổi rồi. Các vị cũng đã có con ở cái độ tuổi 20. Vậy là các vị đã nhìn thấy đất nước 49 năm qua nó như thế nào, từ miền Bắc, từ Hải Nam Quan xuống đến tận mũi Cà Mau. Các vị hãy tự hỏi chính mình là các vị muốn cái gì và muốn để lại cái gì cho đất nước Việt Nam trong tương lai. Thì chỉ có các vị mới có thể làm được cái vấn đề đó thôi. Tôi muốn trao cái quyền quyết định cho nhân dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam, chỉ có nhân dân Việt Nam mới quyết định được cái vận mệnh đất nước Việt Nam, chứ không có một cái đảng nào quyết định được hết trơn. Mình còn giữ cái đảng đó là tại vì mình còn tin, hoặc là mình bị áp lực, mình bị bắt buộc, thì Đảng Cộng sản Việt Nam đang áp đặt ở tại Việt Nam. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng, đừng bao giờ nghĩ rằng là 5 triệu, 3, 5 triệu rưỡi đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là một khối như thế này. Đó là một cái ảo tưởng nữa. Trong cái nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam có rất là nhiều người mong muốn có sự thay đổi tốt đẹp hơn. Nhưng họ không phủ nhận cái vai trò của họ trước năm 1975. Điều đó để cho lịch sử quyết định. Tôi nói một câu cuối cùng. Trong cái chính sách 10 điểm của Liên minh Dân tộc Việt Nam, ở cái điều 2 có nói rất là rõ là Liên minh Dân tộc Việt Nam cam kết đấu tranh không hồi tố tất cả các cán bộ viên chức thừa hành của chế độ cũ, tức là chế độ Cộng sản Việt Nam hiện tại, nhưng sẽ kiên quyết đưa ra trước pháp luật những lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã ngoan cố không hợp tác để chuyển giao chính quyền cho dân thông qua một cuộc bầu cử tự do tại Việt Nam. Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn cả ba vị khách mời, luật sư Nguyễn Văn Đài, ông Lý Thái Hùng và luật sư Vũ Đức Khanh đã tham gia chương trình hội luận của Đài Châu Tự Do, và đặc biệt là xin được cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình.